Đi khắp quê hương mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì trong video clip này Đi khắp quê hương sẽ dẫn mọi người mình đi lên đồi Tà Bạ, rồi sau đó mình đi ngắm cảnh thả diều. Điều đặc biệt là Đi khắp quê hương sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn mình đi ăn trộm chăm. Vô mùa này vô cái mùa chăm ở Chi Tôn An Giang. Hiện tại Đi khắp quê hương đang đứng ngay cái ngã tư Nguyễn Trãi ở Chi Tôn An Giang. Đây, cái con đường thẳng phía trước là đi về núi Cô Tô, còn phía bên tay phía bên tay trái, phía bên tay trái sẽ là vô chợ Chi Tôn, còn phía bên tay mặt của mình sẽ đi qua bên đồi Tà Bạ. Đây, mình sẽ quẹo qua phía tay mặt đi cái con đường Nguyễn Trãi nghe cô chú. Mình sẽ đi qua bên đồi Tà Bạ. Rồi, mời cô chú anh chị và các bạn đi theo Đi khắp quê hương nha. Rồi lâu quá rồi Đi khắp quê hương không có lên cái hồ Tà Bạ. Giờ ở đó hình như là được trang trí lại và được chặn lại để mà có chỗ giữ xe. Hồi xưa Đi khắp quê hương lên là chạy thẳng lên tới hồ luôn, không có chỗ giữ xe. Hồi nhỏ thì Đi khắp quê hương học ở trong đây, quê ở Chi Tôn An Giang. Hồi lúc còn đi học hay qua hồ Tà Bạ tắm lắm, nước ở trong hồ mát lạnh nè. Mà ngặt cái hồi đó thì nó cái cảnh nó thiên nhiên hơn bây giờ. Bây giờ thì mọi người đã gọi là trang trí lại để phục vụ cho việc du lịch này. Hồi xưa thì không có bàn tay con người đụng vô, cảnh nó còn thiên nhiên lắm. Cái đường này mình chạy thẳng hoài thì sẽ lại lên cái con đường mà chạy xe lên được á, chạy lên hồ Tà Bạ được. Lên hồ Tà Bạ thì có nhiều đường đi lắm, có một cái con đường ở phía bên hồ Sò Chét đi qua cũng được, rồi lên cái con đường bằng bậc thang ở chùa Tà Bạ cũng được. Thì Đi khắp quê hương chỉ dẫn lên tới hồ thôi, rồi cái Đi khắp quê hương sẽ chạy qua bên chùa. Từ trên chùa mình nhìn xuống cái cảnh thả diều, chứ không có vô qua bên hồ để quay cho cô chú mình xem. Tại bên hồ người ta chặn xe lại, không cho chạy xe vô, phải gửi xe mới đi vô được. Thì Đi khắp quê hương hồi nhỏ thì cũng đi hoài nên không có đi vô vô đó quay lại cho cô chú mình xem. Đây, tới đây là mình sẽ tới được cái con đường lên hồ Tà Bạ, khoảng vài trăm mét nữa thôi, khoảng 450 mét nữa mình sẽ chạy lên. Cái con đường lên hồ Tà Bạ thì tới ngay cái phần mộ Úc Mi, ngay cái ngã ba luôn. Và mình sẽ quẹo bên tay trái để chạy lên. Chạy lên khoảng 450 mét thì mình sẽ tới được hồ Tà Bạ nha. Hôm nay là ngày 1 tháng 5, ngày lễ nên mọi người đi chơi rất đông. Đi khắp quê hương còn đi học ở đây nè, cái con đường này là không phải được cán đan như vậy đâu, cái đường này là đường được lót đá mà đá vuông vuông á, chạy xe đạp lên này nó nhòi tưng 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 tưng. Cái đường lên của mình rất là nhiều mồ mả luôn, hồi xưa thì thưa hơn, mồ mả thưa hơn, giờ quá trời nhiều luôn. Lên đây làm mồ. Thì tới cái ngã ba phía trước á, nếu mình chạy thẳng thì mình sẽ lên chùa, còn mình quẹo bên tay phải á là mình sẽ qua bên hồ Tà Bạ.
Dạ mình quẹo qua tay phải để lên hồ và xíu nữa đi khắp hương sẽ đảo lại lên lên chùa để quay cho cô chú anh chị và các bạn mình xem. Chạy lên xíu nữa thì sẽ đụng cái ngã ba, chỗ ngã ba mình sẽ quẹo phải tiếp nha, rồi phải tiếp mới qua hồ. Còn nếu mà mình chạy thẳng hướng này luôn á thì sẽ đi xuống núi lại, đi lên trên kia đi xuống xuống núi lại á. Mình quẹo phải tiếp thì sẽ mới qua được bên hồ. Hồi xưa đi khắp hương đi đường này là đường còn đường đất nha, đá nó lởm chởm á, chạy mà đá mà khứa mà muốn bỏ bánh xe luôn á. Đây là tới hồ rồi nè, ở phía trước là mình sẽ gửi xe xong rồi đi vô hồ chơi, giờ đi khắp hương sẽ đảo lại để qua bên bên cái chùa. Đây phía trước là cái hồ phía trước, thì gửi xe xong rồi mình sẽ lội qua đó thì mình chụp hình check in thôi chứ không có cái gì trong đó nhiều. Có cái hồ tắm mà không biết giờ còn ai tắm không nữa. Hồi xưa họ đi khắp hương rồi tắm dữ lắm nha, nhảy xuống hồ tắm nước mát lạnh nè. Giờ mình sẽ qua bên chùa. Cái đường này là cũng đường đi xuống nữa, đường đi xuống núi á, nhưng mình đảo lại mình đi qua chùa. Đó là cái ngã ba hồi nãy á, ngã ba đầu tiên á. Lên chùa rồi mình đứng trên chùa mình nhìn xuống cái cảnh thả diều. Đây là đi khắp quê hương dạo cái đường lên hồ cho cô chú anh chị nào mà chưa biết. Nắng quá, hồi sớm trời ui tưởng mưa, giờ nắng quá nắng à. Tới đây nè, tới cái ngã ba này mình quẹo phải, rồi phải đi chạy lên chùa. Con dốc thẳng đứng nè, để số 1 chạy nè. Hồi xưa là cái đá mà đá vuông vuông như vậy nè, sắp ở cái đường chạy lên đó nó nhồi, giờ được sắp lại rất là bằng phẳng luôn. Ê, bữa nay mọi người chạy lên cũng đông lắm nè, lên đây chắc ngắm cảnh thả diều. Chạy vô kia đậu xe quá. Giờ đi khắp quê hương sẽ dẫn mọi người đi tham quan cảnh chùa nha. Hôm nay ngày lễ mọi người lên đây chơi cũng đông lắm nè. Hay vậy. Mọi người đang chơi phóng bong bóng. Giờ mình đi qua đây nè, qua đây có thể nhìn xuống đồng bằng để mà thấy được cái cảnh thả diều. Hồi xưa ở cái điện bên đây là chưa có xây á, là mình nhìn xuống đây ha, những cái cây bọc cột bự bự không à. Hồi lúc mà đi khắp quê hương còn học ở khu vực này nè, mấy cây cột này là chưa có xây. Hồi đó là mọi người xúm nhau làm công quả giác đá để đổ mấy cây cột ở cái chánh điện bên đây nè. Hồi đi khắp quê hương nhớ là năm 2011-12 gì á, đổ mấy cột trà bá luôn từ dưới khu vực sâu đó đổ lên. Đây, bắt đầu từ bên đây là mình nhìn qua là thấy được những con diều rồi nè.
ngày hôm nay là ở Chi Tôn, An Giang có cái lễ hội thả diều á, diễn ra vào ngày 30 tháng 4 với 1 tháng 5. Hôm nay đi thắp hương đi ngày 1 tháng 5 thì còn thả diều. Con diều bự bự không ạ? À? Một xíu nữa thì đi thắp hương sẽ chạy xuống khu vực cánh đồng ở dưới đó để quay cận cảnh hơn cho cô chú, anh chị và các bạn mình xem. Ở trên đầu đi thắp hương có con nữa nè. Xà quá à, bự. Ở ngoài nó bự lắm nha, không biết lên vô màn hình nó còn bự không nữa, chứ xa lắm rồi. Và cái con đường bên đây là cái con đường cầu thang để đi bộ từ cái cánh đồng đi lên được cái chùa Tà Bạ. Rồi mọi người bên đây đông lắm nè. Nắng quá chẹn luôn. Đây mình nhìn thấy được cái cầu thang từ dưới đi lên nè, đi xuống đường cánh đồng ở chỗ đó thả diều, phía trước đó là chỗ thả diều đó, ở trên đầu mình là những con diều nè. Cái cầu thang này chùa mới làm cách đây cũng không có lâu. Trước là mình lên bằng cái đường chạy xe lên á, chỉ có một cái đường bên kia là đi bộ bằng bậc thang lên. Thì sau này chùa làm thêm cái cầu thang này. Đứng ở đây gió mát. Xíu nữa thì mình sẽ chạy xe đảo ngược lại bên cánh đồng thả diều, xong rồi mình sẽ đi qua bên vườn chăm để ăn chậm chăm. Mấy cô chú này nay đi du lịch. Lâu lắm rồi đi khắp quê hương không có đi về đây. Quay vlog ha. Quay YouTube. Đi khắp quê hương. Chào mấy bạn nha. Chúc mấy bạn đi chơi vui vẻ. Mình ở đâu đi chơi ha? Ở Đồng Tháp qua. Rồi chúc mấy bạn đi chơi vui vẻ nha. Ê, một còn đi đâu nữa không? Về là Dung. Để chiều chiều mát mát ở phía sau sò chét này nè, có cái vườn chăm đó, ra đó mình hái. Rồi tạm biệt cả nhà nha. Rồi cảm ơn. Ở bên đây đây rồi, hồi xưa mà chưa có cái cầu thang đó thì mọi người sẽ đi bộ lên cái đường này nè. Đây có cái đường đi bộ lên đường lên cái chùa Tà Bạ được. Chùa lớn quá chèn luôn. Thank you.
Đây là đường đi bộ lên nè, đi từ dưới đường lộ đi lên. Rồi hồi xưa mà chưa có làm cái đường cầu thang bên kia thì mọi người hay đi bộ đường này lên để cho nó lên chùa nó nhanh mà nó gần nữa. Còn cái đường mình đó nãy đi khắp quê hương chạy lên, nó đường chạy xe lên được. Bây giờ mình đảo ra ngoài chiếc xe để chạy xuống cánh đồng thả diều. Mấy bạn sẽ bọc qua đường bên kia để đi xuống phía sau cái đồi Tà Bạ. Ra phía sau đó là chạy ra ngoài hồ Sò Chét luôn. Còn đi khắp quê hương sẽ đọc ra ngoài trước lại để lấy chiếc xe của mình. Mình sẽ đi xuống lại bằng cái con đường phía sau cái đồi Tà Bạ nha. Trưa nay thì hơi nắng quá. Đây, phía sau chùa sẽ có cái con đường này nè. Còn không thôi mình đảo ra bên kia. Trên đây có cây điều, hoa mùi điều. Đây à, quay lại cái con đường hồ Tà Bạ nè, mình quẹo bên tay trái. Hồi nãy là mình ở đây nè, bây giờ mình quẹo bên tay trái nữa để đi xuống núi. Ở đây có, hồi xưa là không đi khắp quê hương đi là không có quán xá gì đâu nha. Bây giờ mọi người phát triển du lịch đó, nên quán mọc lên quá trời nhiều luôn. Cái đường này thẳng đứng à, giờ phải dùng hai tay mới được. Rồi mình xuống dưới rồi, giờ mình chạy qua bên chỗ thả diều. Hai bên đường là mọc lên các cái quán cà phê, các cái homestay nhiều lắm luôn. Hồi xưa là không có, cái đường đi hồi xưa thì nó nhỏ xíu. Và Chi Tôn An Giang của mình phát triển du lịch rất mạnh. Trưa nay nắng quá, nắng à. Ở phía bên kia là cái cánh đồng người ta gặt lúa rồi á, mấy anh đang thả diều kìa. Wow, con diều hình tròn bự quá. Mình sẽ đứng ở đây xem. Ở đằng kia là cái con diều Doraemon,
nó có hình Doraemon. Giờ này hơi nắng nha mấy anh, thả ít lại quá, hồi sáng là còn nhiều diều lắm. Hồi sớm là mình ở trên cái chùa đó đó, mình đứng tuốt ở trên đó, mình quay xuống cho cô chú anh chị và các bạn xem á. Lên cái chùa đó thì là lên cái đồi, chỗ cao nhất là có thể ngắm được toàn cảnh ở dưới đây nè. Nếu mà mình đậu xe ở dưới đó, thì mình đi cái cầu thang bộ đó đi lên, còn như đi khắp quê hương thì chạy xe khúc bên kia sẽ chạy xe được lên tới chùa đó luôn, hoặc là qua phía sau này nè, phía sau để chạy lên. Ở phía trước đó là các cái gian hàng bán đồ ăn á, gian hàng thực phẩm, ẩm thực. Wow, nhiều sấy sấy kìa, tựa tựa như cái con ốc vậy á, sấy vòng tròn kìa. Giờ mình sẽ chạy qua bên phía bên vườn chăm đường này nè, mình sẽ đi thẳng qua đó luôn, ở sẽ đi ngang cái chỗ mà biểu diễn dù lượn á, nhưng mà giờ này thì sẽ không có dù lượn. Đây, con đường này mình chạy thẳng và sẽ ra cái chỗ mà địa điểm mà tới lễ hội đua bò, thì mọi người sẽ diễn ra đua bò ở đó, cái chỗ ngay cái sân đua bò đó cũng diễn ra cái hoạt động biểu diễn dù lượn. Hy vọng là giờ này mình không thấy biểu diễn dù lượn rồi, chắc tới tối quá, tới chiều tối mới có biểu diễn. Nếu mà phải có biểu diễn là quay ra cho cô chú anh chị và các bạn mình xem luôn rồi. Nè, các bạn trẻ đậu xe ở dưới để đi bộ lội lên, chứ các bạn không biết được cái đường chạy xe lên hay gì á. Phía bên tay trái của đi khắp quê hương á là cái núi Cô Tô, núi có chữ Chi Tôn ở trên đó. Con đường này giờ quán xá mọc lên rất là nhiều luôn, các quán cà phê, homestay để phục vụ khách du lịch. Hồi nãy là mình xuống đường này nè, xuống núi đường này, rồi cái núi là cũng không đúng nữa, mà là đúng là cái đồi, đó là kêu là cái đồi Tà Bạ. Ở trên đồi thì có cái chùa và cái hồ. Nếu mà đi cái con đường này thì đi khắp quê hương nghĩ là nên đi vào lúc chiều mát sẽ đẹp hơn. Giờ nắng quá, nắng rồi. Đây tới nơi rồi, ở đây là cái sân đua bò và cũng là cái nơi biểu diễn dù lượn, mà giờ này là không có biểu diễn rồi, chắc chiều mát chiều nay mới có biểu diễn. Giờ này đi khắp hơn đi hơi sớm, còn nắng. Nếu mà mình chạy thẳng á, mình sẽ chạy thẳng thì mình sẽ đi qua hồ Sò Chét. Còn phía bên tay trái của mình á, phía bên tay trái là cái sân đua bò như Thiên Khắp Quê Hương đã nói. Ở chính giữa đây là cái công viên, cũng là cái nơi đẹp để mà mọi người check-in chụp hình. Có cầu, có cái nhà gỗ truyền thống, rồi có cái cầu lên trời nữa.
cái công viên này. Nếu mà chiều mát thì mọi người ra đây chụp hình cũng rất đẹp luôn. Có cái nhà gỗ truyền thống của đồng bào Khmer của mình ở trên đó. Còn phía bên trái, phía này đã đi khắp quần đảo lại, đây là cái sân nuôi bò. Tới các lễ hội đua bò thì sẽ được tổ chức ở đây, ở sân này. Còn hôm 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, chỗ này sẽ sử dụng để làm nơi biểu diễn dù lượn. Giờ này thì nắng quá, không thấy dù đâu hết rồi. Đây là cái sân đua bò và cũng là cái nơi để mọi người bay dù lượn nè. Bây giờ đi khắp quê hương sẽ đảo ra bên cái hồ Sờ Chét. Ở bên đó có mấy cây tràm kìa. Không biết giờ này là mọi người có tụ tập đông bên cái vườn chăm đó không nữa. À, vườn chăm nó có chủ nha, có người giữ nha. Không biết lễ này là bà con có cho bẻ không. Đường này là mình sẽ chạy thẳng qua hồ Sài Chét. Cái cảnh quang ở hồ Tạ Bạ, hồ Sò Chét này thì mọi người nên đi buổi chiều mát, gió nó mát rồi cũng thời tiết nó cũng mát mẻ để mình chụp hình check-in đó. Giờ này thì hơi nắng, hơi hóc nha. Ở cái con đường hồ nè, bên đây là cái hồ Sò Chét được vút lên để khai thác cát hay gì á. À, còn cái trên cái con đường này là giống như cái bờ kè, rồi mọi người bày bán đồ ăn vặt ở trên đây, xong rồi trở thành cái địa điểm để mọi người hóng gió luôn. Giờ mình chạy thẳng cái đường này sẽ ra cái vườn chăm nè. Hồi nhỏ đi khắp hương học ở Chi Tôn á, cũng hay đi ăn chậm chăm lắm. Giờ chăm có giá rồi, ăn chạm chắc bị quýt chết. Bên tay mặt của đi khắp quê hương là các cái con trình đang khai thác cát, khai thác từ từ cái nó thành cái hồ, do nó sâu quá rồi, nước nó động lại đó thành cái hồ. Còn cái núi trước mặt là cái núi Cô Tô. Thì đi khắp quê hương rất thích loại núi, để có dịp nào đó thì sẽ khám phá núi Cô Tô này. Núi Cấm thì hôm bữa đi rồi mà chưa hết địa điểm nữa, thì còn lại có dẹp cũng sẽ quay lại núi Cấm để đi hết các cái địa điểm trên núi Cấm. Cánh Đồng Chăm nếu mà chạy thẳng thì đi hồ Sòi So, còn cánh Đồng Chăm thì quẹo trái 100 m. Giờ này chắc nắng quá, các bạn không có vô đây bẻ hay sao á, mình sẽ quẹo phải lên con đường đan để chạy vô. Wow, chăm trái xum xê luôn. Kìa kìa, có mấy bạn tuốt ở trong kia kìa.
chủ yếu đi khắp quê hương quay lại cảnh này là để ôn lại kỷ niệm thôi, chứ cũng có ăn uống gì đâu. Hồi nhỏ thì vui lắm, rủ bạn bè đi hái trăm, mười giờ lớn có gia, bạn bè có gia đình đó là ít, không thể nào mà lặp lại cái cảnh này được. Ở phía trước có mấy bạn trẻ hái trăm kìa. Hy vọng là ghi hình được các bạn đang vẽ trăm. Chua hả chú? Cây trầm gà quá trời trái luôn, xum xê luôn nè. Mấy trái có trái chưa mùi á, ăn sẽ chua với chát. Cây một tới đường lộ luôn, với việc đứng lên bẻ thôi. Trái này hơi đen hơi mùi nè, ăn thử ra. Đây, tuổi thơ ùa vài. Chát chát. Chát chát. Những trái mùi ăn mới ngọt. Đi khắp hơn vô vườn trăm ở phía sau hồ xà chét á. Có một số bạn đi chơi quê ở Cần Thơ phải không? Dạ Cần Thơ anh. Mấy bạn đi chơi đây ghé đây để hái trăm nè. Trăm ở đây nhiều lắm luôn á, không biết là có, chắc chắn là có chủ đó, nhưng mà chắc người ta không có hái. Các bạn đang leo hái nè. Ăn nên nó có chát không? Trời chát lắm anh ơi, có mấy trái mà đen đen nó mới không chát. Rồi cho anh thử, cho anh thử coi. Như mấy cái này, mấy cái bự đen đen nè. Chát ngấm không anh? Nó cũng hơi ngọt ngọt. Rồi, chua chua. Nè anh. Có mấy trái này nè. Nè chắc có trái này là không chát nè anh. Cho trên thử trái này ha. Ủa trái, mấy trái này chắc nó mùi lắm luôn rồi đó. Nó mềm mềm nè. Thử ra. Cũng chua. Cũng chua cũng chát à. Cái hộp trăm nó bự. Không có nhiều thịt chứ. Ừ, nó không nhiều thịt chứ. Hồi nhỏ anh lấy cái ống tre làm cái ống hộp về cái ăn trái trăm á, nhét vô hộp. Tuổi thơ ùa về luôn. Nhờ anh có mấy bạn ở đây hái để ghi hình chứ. Giờ ít có ai chịu đi hái trăm lắm luôn á. Giờ mọi người chỉ ra đường có mấy cô mà hái sẵn cho một ký cỡ 50-60 ngàn là mua ăn rồi. Giờ cái hồi xưa thì mình có cái trải nghiệm đi ăn chậm chậm, cứ tới mùa là đi hái vậy nè, ăn không có nhiều trơn, chủ yếu là để phá thôi à. Đi vui. Vui đúng rồi, chủ yếu là vui thôi à. Cây này, cây chăm này cũng lớn nha mấy bạn, leo tuốt trên kia luôn kìa. Có trải nghiệm trên cây luôn không? Ta đem chén muối lên luôn. Dạ,
Ủa, mình thấy mấy bạn đem đồ theo nhiều lắm, là còn đi đâu nữa không? Đi mới đi về anh, mới đi cắm chạy ở ngoài Hà Tiên Hà Tiên về anh. Ủa vậy ghé hả? qua đây hái luôn. À, vậy là mấy bạn biết địa điểm này từ trước rồi hả? Đâu mới vô đó anh, mới vô lần đầu không thành. Ai nè anh. Vậy là bạn là bài đầu đúng không? bạn 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 là người bài đầu đúng không? Anh Giang ở An Giang mà anh không biết địa điểm này luôn á. Em mới biết hả? trước là anh nói là cái chằm là có chủ không mà, giờ không có ai cho hái hết trơn á, giờ mà anh mới phát hiện ra chỗ này là người ta cho hái bình thường. Hình như anh thấy trái nào nó cũng chua chua chát chát. Đúng rồi anh ơi, hình lên mấy con trái ngọt. Được cái không có thịt nữa. Ăn một lát chát chát cái miệng. Đâu cái lưỡi bạn nào ăn nhiều nhất đâu? Đỏ cái lưỡi luôn. Ăn nhiều là cái lưỡi bị tím tím đỏ đỏ luôn. Ăn mấy trái bồ nó chê chửi rồi. Có mấy cây sắt mấy lộ á, người ta đậu xe là người ta hái luôn á, trái quá trời nhiều luôn. Quá duyên. Quá duyên của sinh nay là quá duyên. Không mà xài cũng có trái hơn. Có mà hay xài có trái nữa. Không chứ. Ở trong đây nhìn cái đá đầu vô cũng gõ quá trời. Sao nhìn gõ hơn. Rồi mấy bạn cắm trại bên Hà Tiên giờ chuẩn bị về luôn hay sao? Về Cần Thơ luôn ha. Mấy bạn là còn đi học không? Còn à. Ôi còn đi học rồi cũng chịu phiêu lưu với ta, khám phá với ha, đem đủ đồ nghề theo trời nên không chạy. Rồi chúc mấy bạn đi chơi vui vẻ nha. Về qua mùa lễ này học hành thành công hết nha. Rồi cảm ơn mấy bạn rất nhiều, nhờ có mấy bạn mà anh mới ghi hình được cái khung cảnh bẻ trăm, chứ sớm giờ chạy là vắng tanh à. Rồi tạm biệt các bạn nha. Bye bye bạn luôn nha. Anh làm bên YouTube hay là anh quay YouTube. YouTube đi khắp quê hương. Dạ. Đăng ký. Rồi rảnh rảnh cứ lên coi. Dạ. Rồi tạm biệt các bạn nha. Rồi có lẽ video của đi khắp quê hương xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem clip của đi khắp quê hương. Mong nhận được một đăng ký, một like và để lại một bình luận để đi khắp quê hương có thêm động lực cho những video tiếp theo.